thiệu với các bạn cái dòng Sonic hiện tại là bên trên mắt những cái em màu 3D cực kỳ bắt mắt nè. Hiện tại là đang về tới, đã về tới cửa hàng rồi. Và bây giờ là Trinh xin giới thiệu sơ lược đến các em mà hiện tại 3D đang có bên cửa hàng Trinh nha. Cũng như các bạn thấy vậy, bên cạnh bên Trinh là có em 3D màu cam đen nè, em Sonic màu cam đen ha, rất là nổi bật luôn. Thì hiện tại những cái em mà Sonic màu 3D đang có giá là 51.500.000 bên cửa hàng Trinh ha. Giá rất là rẻ, rất là giảm so với những cái tháng trước luôn á. Nếu mà ai muốn đang dự định có em Sonic về cho đội của mình á thì nhanh tay inbox liền cho Trinh nha, tại vì giá rất là hấp dẫn luôn. Rồi, bây giờ như các bạn thấy là cái em Sonic nè, hiện tại bên Trinh có em Sonic màu cam đen nè. Những em màu xanh nè. Nói chung là bên Trinh lên độ màu 3D rất là nhiều luôn theo sở thích và yêu cầu của các bạn hiện tại á. Thì bây giờ giới thiệu sơ lược về cái em Sonic màu cam đen này ha. Như các bạn thấy thì cái màu chủ đạo nó sẽ là màu cam. Màu cam. Bên Trinh cũng cố gắng sẵn cái ba ga nè, tại vì thường là cái ba ga là cái quan trọng nhất cho cái xe á. Nhưng chứ mình thấy Sonic thì nó đâu có chỗ nào để mà để đồ hay là máng đồ gì đâu, thì cái ba ga này là bên Trinh độ lên cho các bạn để mà để đồ cho nó tiện á. Đây, hiện tại thì có em màu cam nè. Rồi, bên đây cũng có em màu xanh đen ha, xanh đen. Xanh đen thì hai bạn này. Bên kia thì nó có màu trắng xanh đen và xanh xi măng, nói chung là màu rất là nhiều luôn. Hiện tại thì nó đều đồng giá màu 3D đều là 51.500.000 hết. Nếu các bạn muốn Trinh quay cận cảnh cái em xe nào á thì mình nhắn tin trực tiếp cho Trinh sẽ chụp hình cận cái em xe đó cho mình luôn nha. Đặc biệt là các bạn cần hỗ trợ Trinh hỗ trợ về cái vấn đề mà mua góp hay là mua tiền mặt thì giá như thế nào, cái mức ưu đãi làm sao á, thì mình nhắn tin trực tiếp vào cái số điện thoại Zalo của Trinh thì Trinh sẽ tư vấn cho mình. Rồi, ở đây thì các bạn thấy sơ lược nè, cái màu 3D rất là nhiều nha. Đặc biệt em này có cái thêm cái bảng Sonic Titan nữa. Đây, cái bảng Sonic Titan thì bên Trinh gắn thêm vào ha. Cái bảng này thì có giá 250 thôi. Bên Trinh gắn sẵn vào các bạn. Và đặc biệt là đây cái kiến độ luôn. Kiến này là bên Trinh đã độ rồi nè. Dành cho những bạn nào mà không thích cái sự nhạt nhẽo của cái kiến zin á thì mình có thể gắn lên cái kiến này ha. Kiến này thì rất là nhiều màu bên Trinh luôn. Hiện tại thì có màu trắng để hợp với cái em màu trắng hồng này nè. Ha. Sonic thì các bạn thấy nè, bên Trinh độ lên màu quá trời nổi bật luôn á. Cái màu trắng hồng này thì nó vừa hợp cho cả nam mà vừa hợp cho cả nữ luôn á. Bạn nữ nào mà thích cái dòng Sonic thì hiện tại là có bên Trinh về nhiều màu rồi nha. Màu trắng hồng, màu trắng xanh nè, rất là nhiều luôn. Rồi em này là màu xanh xi măng nè các bạn. Xanh xi măng lên cà vẹt vẫn là màu xanh đen nha. Đây hiện tại mấy bạn hỏi trên màu xanh xi măng rất là nhiều thì bây giờ đã về luôn rồi á. Thì nhìn sơ lược qua thì rất là nhiều màu luôn. Nó còn nhiều màu khác nữa. Nếu mà các bạn nào mà muốn Trinh gửi cái hình của xe màu gì á thì cứ nhắn vào cho Trinh qua số điện thoại là 0965 500 620 để Trinh gửi video cũng như là hình ảnh gửi cho các bạn nha. Đồng thời là sẽ kèm theo cái bảng giá luôn, tại vì Sonic thì nó sẽ có màu zin nè, màu 3D nè, giá thì nó sẽ khác nhau á. Màu zin thì nó tầm 50 triệu thôi, còn màu 3D nó sẽ ra là 51.500.000. Thì đối với em xe này thì trả trước cho Trinh là từ 7 đến 8 triệu thôi là mình lên hồ sơ được rồi nha. Hồ sơ thì gồm chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh bằng lái, hoặc là có ngân hàng thì người ta chỉ cần là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân thôi là mình đã lên hồ sơ và lấy được em xe về rồi á. Nên là các bạn mà cần Trinh tư vấn như thế nào về cái mức tiền mặt cũng như là mức trả góp như thế nào thì cứ inbox trực tiếp cho Trinh nha, đừng có ngại để mà Trinh tư vấn chính xác cho mình á. Và đồng thời là hỗ trợ cái mức ưu đãi tiền xăng chi phí đi lại cho các bạn là từ 500 đến 1 triệu đồng nha. Rồi, bây giờ mình nhìn sơ lược về những em xe này một lần nữa ha. Rồi, như nãy giờ là Trinh cũng giới thiệu sơ về các em xe Sonic hiện tại là đang màu 3D rất là nổi bên cửa hàng Trinh, vừa lên vừa về tới cửa hàng luôn á. Thì một lần nữa là Trinh xin nhắc lại là nếu mà bạn nào mà cần hỏi gì, thắc mắc gì thì cứ inbox trực tiếp cho Trinh hoặc là gọi vào số điện thoại là 0965 500 620 để Trinh hướng dẫn và trực tiếp cho mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hiện tại thì Trinh đã giới thiệu sơ lược cho mình rồi á. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trinh và hẹn các bạn ở những clip sau nha. Cảm ơn, hẹn gặp lại.